Truyền thông nói với công chúng rằng nền kinh tế đang trên bờ vực khi Trump chiếm lợi thế và thu về ủng hộ. Nhưng thực sự thì tổng thống có thể kiểm soát nền kinh tế được tới đâu? Trong một đêm với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Báo chí lên tiếng rồi, tới lúc hoảng sợ rồi. Các kênh tin tức cảnh báo rằng một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Xin nhắc lại rằng đây cũng chính là những kênh tin tức liên tục thao túng chúng ta rằng nền kinh tế vẫn ổn và lạm phát thì ổn định. Để làm bằng chứng, truyền thông chỉ ra rằng chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm hơn 1.000 điểm. Trong một đợt bán tháo toàn cầu, giá cổ phiếu lao dốc, phố Wall giảm điểm. Ngay cả Marvel cũng hủy một bộ phim và Blade có thể bị hoãn lần nữa. Ôi thảm họa quá, kinh khủng quá. Cứ nhìn sự sụt giảm giá trị khủng khiếp kia mà xem. Đó không phải hướng mũi tên mà chúng ta muốn. Đó không phải là phương hướng gì cả. Khi đã xem đủ tin xấu, đã tới lúc hoảng sợ chưa? Suy thoái đang ở đây rồi sao? Bình tĩnh lại nào, hãy xem bối cảnh mọi việc như thế nào đã. Nếu sau đó vẫn cần hoảng sợ, bạn có thể tới nơi an toàn ở trường đại học trong khu vực. Bắt đầu nào, lý do chính cho hồi chuông cảnh báo suy thoái là tỷ lệ tăng trưởng công việc thấp. Nền kinh tế chỉ bổ sung được 114.000 đầu việc vào tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Vì chuyện này đang có lo ngại rằng chỉ dấu suy thoái, tên Quy Tắc Sam đã bắt đầu. Quy Tắc Sam được đặt theo tên nhà cựu kinh tế học Cục Dự trữ Liên bang và Nhà Trắng bà Claudia Sam. Cơ bản là cách để đo lường xem liệu nền kinh tế có đang ở giai đoạn đầu một cuộc suy thoái hay không. Tôi sẽ không đi sâu vào những chi tiết cụ thể của nền kinh tế vì chúng đau đầu lắm. Nhưng nghe này, theo Business Insider, kể từ năm 1953, Quy Tắc Sam đã sáng 11 lần và 10 lần trong số 11 lần đó nền kinh tế đã rơi vào suy thoái. Nhưng chỉ có 10 trên 11 lần, nghĩa là quy tắc Sam không giống với một quy tắc mà giống một chỉ dấu mạnh hơn. Để bạn bớt lo lắng hơn nữa, ngay cả bản thân Claudia Sam cũng nói không lo lắng rằng Mỹ đang ở trong tình trạng suy thoái vào lúc này và rằng không ai nên lo lắng. Đó là vì những chỉ dấu khác về sức khỏe nền kinh tế như thu nhập hộ gia đình chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư vào các công ty vẫn còn sôi nổi. Còn về tỷ lệ thất nghiệp, vốn bị chi phối không phải vì các công ty sa thải người mà là vì một lượng tăng đột biến người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ mà không có việc làm. Tức là chúng ta chuyển từ lo sợ người nhập cư bất hợp pháp chiếm việc của dân Mỹ sang lo rằng người nhập cư không tìm được việc làm. Còn về thị trường chứng khoán, rất nhiều người nhấn mạnh rằng thị trường đang hứng chịu đợt sụt giảm tệ nhất kể từ năm 2022 nhưng xin nhớ rằng họ mới chỉ nhìn trong hai năm qua. Nếu bạn nhìn tổng thể năm năm vừa qua, thay vì chỉ từ ngày 29 tháng 7, thì chuyện không thực sự quá tệ. Chỉ số SP500 đã tăng khoảng 80% kể từ năm 2019. Đó là sau khi đã trải qua một đại dịch lớn. Đợt giảm bất ngờ gần đây có thể bất thường thôi. Ngay cả chuyện có thể tệ hơn, chúng ta cũng sẽ không về lại mức 2019. Nếu bạn nghĩ tình hình chúng ta đã tệ, hãy nhìn chỉ số Shanghai Index Fund của Trung Quốc, vốn chỉ tăng khoảng 3% trong 5 năm qua. Tệ hơn rất nhiều so với SP500. Nếu vẫn đang đầu tư vào Shanghai Index Fund, thì bạn đang làm gì vậy? Chạy đi thôi. Nói ngắn gọn, đợt su giảm gần đây của thị trường chứng khoán thực ra không tệ với người dân phổ thông đầu tư tiền vào các quỹ hưu trí và có thể yên tâm trong một vài năm tới thị trường chứng khoán sẽ khôi phục trở lại số lần nó trở lại còn nhiều hơn cả madonna nhưng chuyện thực sự tệ với cánh đầu tư lướt sóng và phái sinh vì rất nhiều trong số họ đang mất tiền lúc này tôi thấy tệ cho mấy người này quá họ lấy đâu ra tiền để trả lương cho vị bếp trưởng trên chiếc du thuyền thứ ba vừa tậu đây mặc dù không phải thảm họa nhưng chuyện đủ tệ đến mức người ta đã lợi dụng đợt sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán để chọc ngoáy chính trị Donald Trump đổ lỗi cho Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đến cuộc suy giảm của thị trường chứng khoán trước cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Ông ấy đã đặt một cái tên đáng mến gọi là Kamala Crash. The Kamala Crash cũng là chiều kết liễu của đô vật Kamala Uganda, gã khổng lồ. Trump cũng cảnh báo rằng một nhiệm kỳ Tổng thống của Harris sẽ đem đến một kỳ đại suy thoái nữa. Tạ ơn trời, Trump nổi tiếng là chả bao giờ nói quá gì cả. Chưa bao giờ nhưng xét việc cử tri quan tâm tới tình hình nền kinh tế điều này thực sự có thể giúp trump trên bảng khảo sát như mọi chính trị gia để có được phiếu bầu trump cam kết sẽ thay đổi tất nhiên một điều quan trọng mà trump đang phớt lờ là, là tổng thống mỹ không toàn năng như vậy ông ấy nên biết vì chúng ta vẫn đang đợi mexico trả tiền cho tường biên giới của trump chúng ta đều biết trump thích đổ nền kinh tế kém cỏi là lỗi của kamala harris và joe biden và ca ngợi bản thân vì những điểm sáng tích cực về nền kinh tế. Ông ấy thậm chí còn cho rằng các cuộc thăm dò cho thấy Trump đánh bại Biden trong bầu cử tổng thống là lý do khiến thị trường chứng khoán tăng điểm, nhưng đó không phải là cách nền kinh tế vận hành. Nhiệm vụ của tôi ở Hoa Kỳ chưa tiết lộ là mang tới cho các bạn một cái nhìn đa chiều hơn về các vấn đề. Đó là lý do tôi rất tiếc phải báo cho bạn rằng nền kinh tế quá lớn và quá phức tạp, khó có thể bình phẩm công tội cho bất kỳ một ai. Tin tôi đi, nếu Tổng thống có thể, thì họ sẽ liên tục đẩy nền kinh tế đi lên. Đặc biệt là mỗi lần vào dịp tranh cử, rất nhiều cử tri Mỹ nghĩ trong đầu rằng nền kinh tế phát triển hay suy giảm đều phụ thuộc hết vào Tổng thống. Xin nhớ cho, họ là Tổng thống, không phải ảo thuật gia. Trừ Martin Van Buren, nhìn những miếng thịt kiều kia và bảo tôi ông này không phải là phù thủy đi. Mỗi khi nền kinh tế lao dốc, Tổng thống đương nhiệm lại bị réo. Và những người thách thức vị trí tổng thống rất thích điều này. Đó là cách Bill Clinton đánh bại George W Bush. Bạn có thể còn nhớ câu chuyện về "It's the economy, stupid". Và Barack Obama lợi dụng khủng hoảng kinh tế năm 2008 dưới thời George W Bush để hứa hẹn về hy vọng và thay đổi. Tất cả các tổng thống đều muốn nền kinh tế tăng trưởng, nhưng họ gặp rất nhiều trở ngại. Họ không kiểm soát được khi nào cục dự trữ liên bang nâng hoặc hạ lãi suất. Họ không kiểm soát được quốc hội, vốn là bên thông qua luật. Tổng thống không có quyền kiểm soát với các bang và thành phố. Tổng thống không quyết định việc bang và thành phố khuyến khích tăng việc làm. Thông qua những việc như giảm quy định và các khu vực ưu đãi thuế đặc biệt, hay làm gia tăng số đầu việc bị mất vì quá nhiều quy định và lương tối thiểu cực kỳ cao. Tất nhiên không phải để nói rằng Tổng thống Mỹ chẳng có quyền lực gì. Tổng thống có thể làm một chút việc để giúp nền kinh tế, Họ có thể tham gia vào việc thông qua các luật mà quốc hội phê chuẩn, vì để tốt hơn hoặc tệ hơn. Ví dụ, cả chính quyền của Trump và Biden đã phê chuẩn các gói kích cầu kinh tế lớn vì COVID, thứ đóng vai trò khiến lạm phát tăng cao. Điều hoàn toàn tốt đẹp và ổn. Đừng lo gì cả, có khủng mới lo lắng. Mặt khác, Biden cũng đã ký đạo luật CHIPS để đầu tư vào việc sản xuất chip bán dẫn và gia tăng việc làm điều đáng nhắc tới đây không phải là chính sách của mình biden mà là một đạo luật lưỡng đảng được quốc hội thông qua trước khi đưa tới bàn làm việc của biden điều đáng ngạc nhiên nhất bạn có thể học được từ video này là đôi lúc phe dân chủ và cộng hòa thỉnh thoảng vẫn nhất trí được với nhau tổng thống mỹ cũng giúp nền kinh tế một cách gián tiếp thông qua các chính sách ngoại giao như việc trump đàm phán tại nafta và tạo ra hiệp định hoa kỳ mexico canada và cái cách trump cố gắng đưa sản xuất từ trung quốc trở lại mỹ mặc dù ông ấy chưa thành công như hy vọng. Vì Tổng thống nào có quyền lực đến thế? Vẫn đang đợi Mexico trả tiền xây tường đây. Điểm mấu chốt ở đây là người dân ca ngợi Tổng thống quá nhiều khi mọi chuyện tốt đẹp. Và ca thán quá nhiều khi mọi chuyện không tốt. Nhưng ai quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt đây? May mắn, thích người cứng cỏi. Hay như trong trường hợp này là những người kể cho cử tri nghe những câu chuyện đơn giản mà nói nhẹ nhất là chỉ đúng một phần và hoàn toàn thiếu tính đa diện. Chào mừng tới chính trị. Những ai quan tâm tới tính đa chiều bạn biết không? Các bạn, đó là lý do nếu thích cách tiếp cận phi đảng phái của Hoa Kỳ chưa tiết lộ về thời sự và chính trị, hãy bấm đăng ký, bấm like và ủng hộ chương trình trên Patreon. Tất cả chỉ cần một đô la cho mỗi tập bấm vào nút màu cam này. Và như tôi đã nói, nền kinh tế không tệ đến vậy. Nên hãy giúp chúng tôi tiếp tục sản xuất chương trình. Và bạn có đang ngập ngộ trong những video nhảy múa câu view trên mạng. Đừng lo, YouTube đã ném cho bạn một chiếc pháo cứu sinh các video khuyến nghị về các nội dung mà bạn có thể thực sự muốn xem. Thế nào, nắm lấy cơ hội đi, não bạn sẽ cảm ơn bạn. Một lần nữa tôi là Chris Chappell, cảm ơn đã theo dõi. Hoa Kỳ chưa tiết lộ.